bí mật sau vỉa hè quận 1, lãnh đạo quận nói gì? Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận ngày 11 tháng 1 đã trả lời phỏng vấn riêng báo Người Lao Động về loạt bài bí mật sau vỉa hè quận 1. Phóng viên: ông có xem loạt bài bí mật sau vỉa hè quận 1 trên báo Người Lao Động, ông có ý kiến gì về nội dung báo đã phản ánh? Ông Trần Thế Thuận, Ủy ban Nhân dân quận 1 rất cầu thị, nghiêm túc lắng nghe ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí trong quá trình quản lý điều hành, nhất là trên lĩnh vực trật tự đô thị. Do đó, Ủy ban Nhân dân quận 1 cảm ơn báo Người Lao Động đã có những bài báo phản ánh tình hình các bãi giữ xe trên vỉa hè quận. Tuy nhiên, để không gây hiểu nhầm trong bạn đọc và dư luận, dễ dẫn đến một số ý kiến suy diễn rằng đằng sau những mặt hạn chế trong công tác quản lý còn có những vấn đề tiêu cực, lãnh đạo quận cần trao đổi và nói rõ hơn. Thanh tra hai cuộc vẫn như chưa thanh tra, vậy quận đã tiến hành thanh tra các bãi giữ xe trên vỉa hè theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố chưa, thưa ông? Tôi khẳng định rằng công tác lại trật tự lòng lề đường vỉa hè luôn được chính quyền quận 1 sâu sát. Cụ thể, quận 1 đã tiến hành hai cuộc thanh tra liên quan đến vấn đề bãi giữ xe trên vỉa hè. Cuối năm 2016, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã ra quyết định thanh tra việc quản lý cấp phép tạm sử dụng lề đường để giữ xe hai bánh trên địa bàn. Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 2 năm 2015. Đến giữa năm 2017, quận tiếp tục có cuộc thanh tra lần hai, nhưng phạm vi tập trung trên địa bàn 3 phường, trọng điểm là Bến Nghé, Bến Thành, Nguyễn Thái Bình. Khi báo chí và người dân phản ánh một số bãi xe giữ quá giá không đúng quy định, cuộc thanh tra này vẫn đang tiến hành. Ngoài ra, hàng tuần, trong giao ban của Thường trực Ủy ban Nhân dân quận, tôi đều trực tiếp nghe báo cáo chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình hình lặp lại trật tự lòng đường vỉa hè trên 136 tuyến đường. Đã có hai cuộc thanh tra nhưng tại sao quận không phát hiện những bãi giữ xe không phép, hết phép, vấn đề các bãi xe đó tồn tại hoạt động? Khi kết thúc thanh tra đợt 1, 10 nhóm vấn đề cần khắc phục và đã được đưa ra, chính quyền đã được điều chỉnh những bất cập, thu hồi giấy phép, vận động cơ quan, ban ngành trả lại giấy phép. Tuy nhiên, giai đoạn thanh tra đợt 1 là từ năm 2014 đến năm 2015 nên chưa làm rõ được hết quá trình phát sinh những bãi giữ xe của giai đoạn 2016 trở về sau. Chính vì vậy mới có cuộc thanh tra đợt 2 vào năm 2017 đi vào trọng tâm, trọng điểm lớn. Lần thanh tra này sẽ đánh giá đầy đủ và cụ thể hơn, sau khi kết luận thanh tra, quận sẽ công bố công khai. Giao việc giữ xe cho thanh niên xung phong. Việc xử lý 48 bãi giữ xe ở quận 1 do các phòng ban phường đứng tên rồi cho người ngoài thuê lại sẽ được thực hiện thế nào? Thật ra, việc bố trí cho một số tổ chức, đoàn thể, cơ quan giữ xe trên vỉa hè đã được thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà mình chủ quan, không kiểm tra, giám sát. Quận cũng rất cảm ơn báo chí đã phản ánh. Hiện quận 1 đã ban hành văn bản yêu cầu 10 phường khẩn trương rà soát và chấm dứt ngay hoạt động của các bãi giữ xe không phép hoặc giấy phép quá hạn. Qua đó, làm rõ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân phường trong việc quản lý nhà nước đối với việc kiểm tra giám sát hoạt động của các bãi giữ xe hai bánh. Đối với các bãi giữ xe đang được cấp cho cơ quan đoàn thể mà còn giấy phép hoạt động thì tạm ngưng, đồng thời giao cho cơ quan đó phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường rà soát tình hình hoạt động. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân quận sẽ xem xét và xử lý. Động thái này thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân quận 1 trước phản ánh của báo Người Lao Động. Nghĩa là sau khi tạm dừng để thanh tra xong thì các bãi giữ xe có phép của cơ quan đoàn thể trong quận sẽ hoạt động trở lại. Tạm dừng là giải pháp trước mắt, còn để xử lý vấn đề này căn cơ lâu dài, tôi đã có buổi làm việc với chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên đã thống nhất với nhau 3 vấn đề, trong đó có việc chuyển giao các bãi giữ xe trên địa bàn quận 1 cho lực lượng thanh niên xung phong thành phố trực tiếp quản lý, các khoản thu sẽ nộp ngân sách theo đúng quy định. Tôi hy vọng việc này sẽ không phát sinh những nghi vấn thắc mắc liên quan đến lợi ích trên vỉa hè là của ai, đồng thời sẽ chấm dứt những dư luận liên quan đến chuyện có tiêu cực hay không tiêu cực ở đây. Khi bàn về vấn đề này, lực lượng thanh niên xung phong rất ủng hộ, dự kiến cuối tháng 1, hai bên sẽ ký hợp tác. Sẽ xử lý sai phạm. Trách nhiệm của chính quyền quận 1 mà cụ thể là ông với cương vị người đứng đầu và phó chủ tịch phụ trách đô thị Đoàn Ngọc Hải như thế nào khi để vỉa hè bị trục lợi trong một thời gian dài khiến dư luận rất bức xúc? Tôi rất muốn phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải trả lời câu hỏi này của phóng viên, nhưng rất tiếc hôm nay dù tôi đã mời nhưng đồng chí Hải không tham dự.
Có những việc quận đang chỉ đạo ra soát một cách đầy đủ, không thể nói quận cho phép tồn tại những bãi giữ xe không phép hoặc làm ngơ để các bãi này hoạt động một cách tùy tiện. Còn cá nhân tập thể nào cố tình thiếu trách nhiệm, làm sai phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định. Tôi khẳng định, lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân quận 1 không có chuyện bao che hay cho phép những vấn đề có thể thu vén cá nhân hoặc vì lợi ích của những tập thể liên quan. Còn trách nhiệm cụ thể ra sao, ai làm sai thế nào thì sắp tới đây quận sẽ làm rõ sau khi thanh tra đợt 2 kết thúc. Với tư cách là người đứng đầu chính quyền quận 1, tôi sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm minh những sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận. Sở dĩ các bãi giữ xe hết phép vẫn tồn tại là vì họ dùng chiêu nộp hồ sơ để được cấp một phiếu hẹn xử lý. Mỗi khi có lực lượng kiểm tra thì trình giấy hẹn này, cộng với anh em nể nhau vì bãi giữ xe của phòng, ban, phường, một cán bộ đội quản lý trật tự đô thị quận 1 đã nghỉ việc tiết lộ. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo khẩn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân 24 quận huyện về loạt bài bí mật sau vỉa hè quận 1 đăng trên báo Người Lao Động từ số báo ra ngày 9 tháng 1. Công văn nêu rõ thành phố có chủ trương rà soát chấm dứt các hoạt động, các bãi giữ xe trên vỉa hè và ưu tiên dành vỉa hè cho người đi bộ. Nếu sử dụng vỉa hè vào mục đích khác thì phải thật sự cần thiết và phải được cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, tránh bị trục lợi và không để ảnh hưởng đến tình hình giao thông, mỹ quan đô thị. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 24 quận huyện khẩn trương tổ chức rà soát, chấm dứt hoạt động các bãi giữ xe trên vỉa hè thuộc địa bàn quản lý ngay trong quý 1 năm 2018. Riêng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 phải xem xét xử lý nghiêm các sai phạm ở quận theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, báo kết quả cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Đoàn Ngọc Hải nhận một phần trách nhiệm. Trả lời câu hỏi vì sao để xảy ra tình trạng hàng loạt đơn vị thuộc quận 1 đứng tên giấy phép các bãi giữ xe trên vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cho rằng tình trạng này xảy ra từ lâu qua nhiều thời kỳ lãnh đạo. Cá nhân tôi nhận một phần trách nhiệm trong việc này và mọi lý do tôi đã trình bày trong đơn xin từ chức, ông Hải phân trần. Theo ông Hải, dù là người đứng đầu về lĩnh vực đô thị, nhưng ông không thể nào thực hiện được hết vai trò điều hành bởi kiểm tra hoạt động các bãi giữ xe không những của khối đô thị mà còn có cả khối kinh tế. Về thông tin gần 700 hồ sơ xin đăng ký gia hạn, cấp mới thuê một phần vỉa hè của người dân bị ngâm, ông Hải khẳng định sự việc xảy ra do yếu tố khách quan. Lúc trước, việc tiếp nhận hồ sơ tại đội quản lý trật tự đô thị quận 1 nhưng sau đó thay đổi cách làm, chuyển về văn phòng Ủy ban Nhân dân quận 1. Từ đó, các hồ sơ ở đội bị dồn và tăng đột biến. Theo thống kê từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017, có hơn 1.000 hồ sơ phải xử lý. Trong đó, cán bộ giải quyết chỉ có 2 người dẫn đến việc trễ 614 hồ sơ hiện nay đã xử lý hết. Theo ông Đoàn Ngọc Hải, chính ông là người ký văn bản khẩn tạm đình chỉ các bãi giữ xe trên vỉa hè từ trưa ngày 11 tháng 1. Sau văn bản này, theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều cùng ngày, nhiều bãi đã tạm ngưng nhận giữ xe, đồng thời nhiều cán bộ đô thị từ 10 phường đã tỏa ra khắp các ngã đường để kiểm tra hoạt động của các bãi giữ xe. Ông Đoàn Ngọc Hải đình chỉ 48 bãi giữ xe do phòng ban quận 1 đứng tên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo ngay trong ngày hôm nay phải dừng hoạt động đình chỉ ngay 48 bãi giữ xe do các phòng ban của Ủy ban Nhân dân quận 1 đứng tên quản lý. Trưa ngày 11 tháng 1, trao đổi với Zing.vn, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo đình chỉ ngay 48 bãi giữ xe do các phòng ban Ủy ban Nhân dân các phường đứng tên trên địa bàn quận 1 ngay trong ngày hôm nay 11 tháng 1. Động thái này đưa ra ngay sau khi báo Người Lao Động thông tin về việc các phòng ban của Ủy ban Nhân dân quận 1, Ủy ban Nhân dân các phường đứng tên thầu các bãi giữ xe, trong đó có nhiều bãi xe đã hết giấy phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Trưa cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đang đi làm việc bình thường sau khi có đơn từ chức. Hiện mọi hoạt động công việc của ông Hải không có gì thay đổi và diễn ra bình thường. Anh Hải vẫn đang phụ trách mảng đô thị nên mọi việc liên quan đến đô thị anh Hải sẽ quyết định và giải quyết, bà Hương nói.
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành ủy đã giao cho Ban Thường vụ Quản lý quận 1 xem xét giải quyết đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, sau đó Quận ủy quận 1 báo cáo đề xuất hướng giải quyết lên Thành ủy. Liên quan đến 48 bãi xe do các phòng ban của quận 1 quản lý, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc giữ xe trên vỉa hè ở quận 1 đang tràn lan bị trục lợi, do đó cần rà soát chấm dứt ngay trong quý 1 năm 2018. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho thanh tra toàn diện việc cấp phép các bãi giữ xe được cho là do các phòng ban hội ở Ủy ban Nhân dân quận 1 đứng tên quản lý. Hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 làm việc với lực lượng thanh niên xung phong để bàn giao các bãi giữ xe cho thanh niên xung phong, bãi giữ xe nào ảnh hưởng giao thông sẽ dẹp. Trong tháng 7 năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải đã đình chỉ hai bãi giữ xe ở đường Hai Bà Trưng và công xã Paris do văn phòng Ủy ban Nhân dân quận 1 đứng tên quản lý. Sau đó, ông Hải quyết định xóa bãi xe trên đường công xã Paris nhằm tạo cảnh quan thông thoáng ở khu vực trung tâm thành phố. Còn bãi xe ở đường Hai Bà Trưng sau lưng bưu điện thành phố đã được chuyển lại cho lực lượng thanh niên xung phong thành phố quản lý để phục vụ người dân tham quan đường sách Nguyễn Thái Bình. Bãi giữ xe trên lề đường Hai Bà Trưng sau lưng bưu điện thành phố lúc trước do văn phòng Ủy ban Nhân dân quận 1 quản lý, nay được giao lại cho lực lượng thanh niên xung phong thành phố. Ông Hải cũng từng quyết định xóa bãi xe ở đường công trường Lam Sơn do đội trật tự đô thị quận 1 quản lý. Trước đó, sáng ngày 8 tháng 1, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Trong đơn, ông Hải trình bày việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường đã động chạm đến lợi ích của các bãi giữ xe ô tô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ dân kinh doanh mặt tiền và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó. Nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm về vấn đề này, vì vậy tôi xin từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải viết. Dở vòng gác trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cẩu xe biển ngoại giao, biển xanh đổ sai quy định, hô biến trụ sở khu phố chiếm vỉa hè là những hình ảnh khó quên.